Xin chào các bạn, hôm nay OTB.vn xin giới thiệu các bạn sản phẩm thang ghế Nikawa NKA05. Bây giờ dòng NKA các bạn nhé, 05 nghĩa là 5 bậc, NKA05, thang 5 bậc. Đây là loại thang ghế các bạn. Bảo hành 18 tháng, tải trọng max 150 kg. Phiếu bảo hành. Đây là loại thang ghế Nikawa cấu tạo nhôm các bạn, thang nhôm dạng ghế 5 bậc. Đây, modern đấy. NK05 có chiều cao là 120 cm. Vâng ạ, OTB.vn xin cảm ơn các bạn đã xem clip.